Vâng, xin chào tất cả anh em và xin chào tất cả quý vị. Mình là Rồng Đỏ Xanh đây quý vị. Vâng, mình đứng đây là mình anh em mình đã biết rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em đi skill, cũng là cách anh em thả bìa lóc lắc ở trong thành tại môn phái thi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em là đánh được ở trong thành để anh em đi skill khi người hơi biên lịch tiếp tùy anh em. Bây giờ mình sẽ đi ra hướng này. Nhiều bản khác nhau của Dạ Lâm này kích bà con này thì nó đưa anh em tới đây luôn này rồi anh em đánh được trong thành thi. Nhưng mà nhiều bản khác thì mình sẽ đi bạc tới đây quý vị. Ok, chúng ta anh em làm thêm mình là sẽ được nghe nhau quý vị. Hiện tại mình đang chơi của server Tung Sơn thì giờ làm bí sử đi skill bằng người tiết anh em. Thì thả được ở trong này là đi tránh trường hợp những giang hồ ké và nó phá vì anh em. Lúc anh em thả tại thi, thả ở trong này thì giang hồ nó thấy thì nó không biết cách làm gì mình anh em. Còn thả ở thôn, ở thành thì những hưởng dễ biết anh em, thì nó dễ phá. Ok, bây giờ mình sẽ kích vào con này này quý vị. Có thể để cho ta thử một chút. Ok, nhập khẩu. Bây giờ nhập khẩu lẫn cho mình vào từ đây vào trong đây quý vị. Mình sẽ chạy qua hướng này, đập cái con đầu tiên lúc đầu mình quay thôi nè, đập cái con này trên này thì anh em chạy bộ lên. Ok nè, rồi anh em kích vào con này. Lần này ta không có chuẩn bị xong. Ok, đầu nó sẽ đưa anh em vào đây đó, bút được chán phái này đánh được trong thành luôn quý vị. Thì anh em cái góc nào cũng vấp chiến chiến nha anh em, thả kêu bằng người tiết hay là bằng cái thông bị người tùy anh em. Bị người thì anh em có thể làm với cách như mình vào là ép chiến lên, vào tất cả ép chiến lên. Ok, mình thả hư câu đây mình liền cho anh em xem này đó. Cái trường hợp bị phá và liền kẽ nha quý vị. Ok, anh em nhớ xem video ấy thì like và subscribe cho mình. Còn anh em thấy video hay chia sẻ cho mình nha, để nhiều anh em khác biết nhận được. Nói chung là anh em cái ủng hộ cho mình có cái gì mình biết cái gì là mình hướng dẫn anh em cái đấy anh em à. Mình không có vú gì hết. Những người anh em khác là người ta vú cho mình để biết cái nào là chỉ cho anh em hết. Ok, khi này giống như mình lưu rồi đại lý đi, anh em phải lưu rương nha, lưu rương để phù về. Lưu rương thì anh em lưu rương trước hoặc là có tầng phù anh em lưu này thực hiện đại lý này. Khi này như đại lý tôi phù về này đó, anh em thổ đi phù về nha, không được đi bản thân phù. Tại vì tăng lên phù thì về là lên lại là phải làm lại từ đầu, đánh không được đó nè. Thấy thổ đi phù thì anh em mua thổ đi phù thì anh em phù về mua máu, mua mana nè đó. Ok, giờ mình sẽ lên lại này sư phụ lại đi điểm cũ. Ok, đến đây mình sẽ ngừng clip rồi nha nè. Anh em nhớ like, subscribe, chia sẻ cho mình nha. Ok, chào anh em, bye bye. Hẹn anh em những clip khác ở tại góc lắc khác.